trong cái tập 2 này thì tôi nói lại về cái coaching không phải là học chỉ vì kỹ thuật thôi mà nó là cái thói quen đấy thói quen đấy mở máy đóng máy thoát cảnh nhập cảnh đấy anh mà không thoát cảnh ấy, thì anh cũng nhiều lần sl cũng nhiều lần là gì à nó ý muốn của nhà cái mà đúng không ý muốn nhà cái nhà cái nó mong muốn nó đưa ra các giải pháp nó mong muốn để cho chúng ta đóng sltp vào để nó hít hay là nó muốn mong muốn cho chúng ta công thức là bất kỳ điều gì là cứ vào là phải tìm điểm bảo lệnh và đóng sltp đấy thế cho nên cái tư duy được rèn luyện và tích lũy mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày sau đó phải nhìn ra được cái đích nhìn ra được cái mục tiêu nhìn ra được cái phương pháp luận thế thì cái vấn đề có tiền sử dụng tiền sử dụng tiền đúng cách sử dụng tiền để tạo ra dòng tiền thì ngay cái vừa ngay đã vướng ở ngay cái điều kiện đầu tiên đó là có tiền rồi làm thế nào để có tiền thì cái đấy là để tích lũy rồi sau đó bắt đầu mới sử dụng tiền và mình bê một cái cục vào trong thị trường đấy để chúng ta bị thằng khác rỉa hay là chúng ta rỉa thằng khác cái tư duy nó đã khác nhau rồi đó đó là cái mà chúng ta phải hiểu bốn cấu trúc này bốn cấu trúc này thì bắt đầu linh hoạt như thế nào